nằm ở cửa ngõ phía tây nam của tỉnh Bắc Giang, với hệ thống giao thông thuận lợi, giữ vị trí quan trọng, nối trung tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang với thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Huyện Việt Yên có lợi thế rất lớn cho giao thương, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Những năm gần đây, huyện Việt Yên có sự phát triển nhanh về kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm phần lớn trong cơ cấu kinh tế. Đây chính là cơ hội để huyện phát triển một nền kinh tế đa dạng, đặc biệt là công nghiệp, đô thị và dịch vụ thương mại, hướng tới mục tiêu trở thành thị xã Việt Yên vào năm 2025. Những năm gần đây, tốc độ phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng của huyện phát triển rất nhanh. Huyện Việt Yên là một trong những địa phương đứng đầu tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng giá trị ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Việt Yên nổi lên như một điểm sáng về thu hút đầu tư. Theo quy hoạch đến năm 2030, trên địa bàn huyện Việt Yên có 11 khu công nghiệp quy hoạch với tổng diện tích 2.638 ha. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động thu hút gần 500 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng, hơn 5,5 tỷ USD, chiếm phần lớn nguồn vốn thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Giang và giải quyết việc làm cho lao động của huyện và ngoài địa phương. Nguồn vốn thu hút đầu tư vào huyện Việt Yên không ngừng tăng lên, trong đó có những tập đoàn lớn trên thế giới, tập đoàn toàn cầu như Foxconn, GE Solar, Luxshare. Thị trấn Bích Động được quy hoạch là trung tâm đô thị, dịch vụ với các khu đô thị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của thị xã Việt Yên tương lai. Khu dân cư tổ dân phố kiểu, thị trấn Bích Động và khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài được xây dựng quy mô, hiện đại, tiêu chuẩn, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Nhiều tiện ích văn minh, đặc biệt là có môi trường cảnh quan đẹp, giao thông thuận tiện, đường vỉa hè rộng. Đây sẽ là trung tâm thương mại dịch vụ trong tương lai không xa. Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa công ty đấu giá Hợp Danh Đại Dương Group và Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Việt Yên về việc đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất ở tại khu dân cư tổ dân phố kiểu và khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích 6.418,2 m2, tổng giá khởi điểm 77.284.351.400 đồng. Cụ thể như sau: đấu giá 54 lô đất ở tại khu dân cư tổ dân phố kiểu, dãy LK73, đấu giá 10 lô đất từ lô số 1 đến lô số 10, diện tích từ 82,5 đến 130,8 m2 một lô, giá khởi điểm 12 triệu đồng một m2, giá khởi điểm từ 990 triệu đến 1 tỷ 883 triệu 520.000 đồng một lô đất, dãy LK74, đấu giá 10 lô đất từ lô số 1 đến lô số 10, diện tích từ 82,5 đến 130,8 m2 một lô, giá khởi điểm 10 triệu 370.000 đồng một m2, giá khởi điểm từ 855 triệu 525.000 đến 1 tỷ 627 triệu 675.200 đồng một lô đất, dãy LK77, đấu giá 9 lô đất từ lô số 1 đến lô số 9, diện tích 82,5 m2 một lô, giá khởi điểm 12 triệu đồng một m2, giá khởi điểm 990 triệu đồng một lô đất, dãy LK78, đấu giá 9 lô đất từ lô số 1 đến lô số 9, diện tích 82,5 m2 một lô, giá khởi điểm 10 triệu 370.000 đồng một m2, giá khởi điểm 855 triệu 525.000 đồng một lô đất, dãy LK79, đấu giá 8 lô đất từ lô số 1 đến lô số 8, diện tích từ 82,5 đến 133,2 m2 một lô, giá khởi điểm 12 triệu đồng một m2, giá khởi điểm từ 990 triệu đến 1 tỷ 918 triệu 080.000 đồng một lô đất, dãy LK80, đấu giá 8 lô đất từ lô số 1 đến lô số 8, diện tích từ 82,5 đến 159,8 m2 một lô, giá khởi điểm 10 triệu 370.000 đồng một m2, giá khởi điểm từ 855 triệu 525.000 đến 1 tỷ 988 triệu 551.200 đồng một lô đất. Đấu giá 13 lô đất ở tại khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài, dãy LK03, đấu giá 02 lô, lô số 27-30, diện tích 96 m2 một lô, giá khởi điểm 16 triệu đồng một m2, giá khởi điểm 1 tỷ 536 triệu đồng một lô đất. Dãy LK4, đấu giá 6 lô đất, bao gồm lô số 2, 12, 15, 29,
35-37. Diện tích 85m² một lô. Giá khởi điểm từ 12 triệu đến 14 triệu 400 nghìn đồng một mét vuông. Giá khởi điểm từ 1 tỷ 020 triệu đến 1 tỷ 224 triệu đồng một lô đất. Dãy LK6, đấu giá lô số 37. Diện tích 90m² một lô. Giá khởi điểm 16 triệu đồng một mét vuông. Giá khởi điểm 1 tỷ 440 triệu đồng một lô đất. Dãy LK07, đấu giá 4 lô đất, gồm lô số 3, 4, 9, 10. Diện tích 96m² một lô. Giá khởi điểm 12 triệu đồng một mét vuông. Giá khởi điểm 1 tỷ 152 triệu đồng một lô đất. Đấu giá 4 lô đất tại dãy LK10, khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài. Khu 1 gồm các lô số 4, 5, 6, 7. Diện tích từ 133,6 đến 154,2m² một lô. Giá khởi điểm 14 triệu đồng một mét vuông. Giá khởi điểm từ 1 tỷ 870 triệu 400 nghìn đến 2 tỷ 158 triệu 800 nghìn đồng một lô đất. Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày thông báo niêm yết công khai đến hết ngày 23 tháng 8 2023, công ty phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cục Công nghiệp huyện Việt Yên tổ chức hướng dẫn khách hàng xem tài sản không 2 ngày. Cụ thể, ngày 15 và ngày 16 tháng 8 2023, khách hàng đăng ký với công ty để được hướng dẫn hoặc khách hàng chủ động xem đất trên thực địa. Khách hàng chấp nhận thực trạng khu đất đưa ra đấu giá thì mới tiến hành đăng ký, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại vị trí 71 lô đất tại khu dân cư tổ dân phố Kiểu, khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài khu 1, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày thông báo niêm yết công khai đến 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8 2023. Địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Việt Yên, trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: trụ sở công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group. Để tạo điều kiện cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, nhân viên công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group trực tiếp thu đơn đăng ký và tiền hồ sơ 2 ngày, ngày 22 và 23 tháng 8 2023 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Việt Yên. Địa chỉ: số 598, đường Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 23 tháng 8 2023 đến 11 giờ 30 ngày 25 tháng 8 2023. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào một trong hai tài khoản sau của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group: tài khoản 1 117 002 864 911 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank, chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Việt Yên. Địa chỉ: khu dân cư số 6, đường 295B, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, cách ngã tư Đình Chám 50m. Tài khoản 2 4311 000 666 0661 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, chi nhánh Bắc Giang, phòng giao dịch Việt Yên. Địa chỉ: số 598, đường Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: thời gian tổ chức cuộc đấu giá: từ 7 giờ 30 ngày 26 tháng 8 2023, thứ Bảy. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trưởng Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Mọi chi tiết xin liên hệ trong giờ hành chính tại công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group. Địa chỉ: lô 11-12, ALK27, đường Tôn Đức Thắng, khu số 1, khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 0204-366-2929. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Việt Yên. Địa chỉ: số 14, đường Hồ Công Dự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trên đây là những thông tin mà công ty muốn giới thiệu để quý khách hàng được biết để đăng ký tham gia đấu giá. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo hồ sơ tại trang thông tin điện tử của công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group và trang mạng xã hội Zalo, Facebook của công ty. Đấu giá hợp danh Đại Dương Group vinh dự đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất ở tại khu dân cư tổ dân phố Kiểu, khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấu giá Đại Dương tổ chức các cuộc đấu giá luôn công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi xin cam kết sẽ đem đến những dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất.